đồng hành cùng nhau. Phần 2. 5. Chấp nhận sự tổn thương. Khi còn nhỏ, chúng ta từng nghĩ rằng khi trưởng thành chúng ta sẽ không phải chịu tổn thương nữa, nhưng trưởng thành lại chính là phải biết chấp nhận việc bị tổn thương. Cuộc sống là luôn gắn liền với những tổn thương. Madeleine. Đừng nhìn những sợi mi nói và thuốc nhuộm da của tôi mà bị đánh lừa rằng tôi rất đỏng đảnh. Thật ra thì tôi là người khá cứng cỏi đấy. Trường hợp chứng minh sinh con tại nhà. Tôi biết điều này không thật sự ăn khớp với tính cách thời trẻ của mình, nhưng thật sự là bất chấp cảm giác bất an về cơ thể, tôi lại thích được sự khỏa thân. Tôi là dân Austin, nơi mà người dân ai cũng muốn mình làm những điều lạ lùng. Thêm vào đó, nhà tôi không phải Hippo Hollow, một công viên công cộng. Mặc hay không mặc đồ cũng không quan trọng lắm. Khi Amelia còn bé, chúng tôi thường xuyên tắm chung với nhau. Tôi chủ đích làm vậy để con có thể nhìn thấy một người phụ nữ trần truồng nhưng không hề xấu hổ vì cơ thể họ. Trong quá khứ, nhiều lần mẹ tôi nhìn vào trong gương và ước chi cơ thể mẹ gầy hơn một chút và phật tệ, và mãi đến khi trưởng thành tôi mới nhận ra rằng mẹ tôi không hề béo, kiểu không béo chút nào. Tôi đã quan sát mẹ dưới lăng kính của bà và sau đó lại bắt đầu quan sát mình dưới cùng lăng kính đó, bởi vì các cô con gái thường hay như vậy mà. Một tối nọ khi Amelia và tôi gọi đầu, con bé đã hỏi liệu khi nào con có thể tẩy lông tai. Việc tẩy lông chân còn lâu mới cần làm và con bé cũng chẳng theo đuổi nghiệp bơi chuyên nghiệp, thế nên tôi đánh hơi nghe rằng ai đó đang bất an. Tôi đã làm mọi thứ một bà mẹ tốt cần làm, vậy nên từ trong thâm tâm tôi cảm thấy tức giận. Không đời nào con gái tôi cảm thấy bất an cả. Chúng tôi đã đồng hành trên suốt hành trình khám phá về hình ảnh cơ thể cơ mà. Tôi đứng đó muốn tìm tất cả những lời hay ý đẹp để xóa bỏ cơn bất an của Amelia như cách nước xả gồ gội đầu trên đầu cả hai. May mắn thay, tôi đã kiềm chế được Amelia không cần những lời hay ý đẹp đấy. Tất cả những gì con bé cần là một không gian để dễ dàng hít thở. Con bé cần không gian để cảm thấy mình bị tổn thương. Con không cần một cuộc trò chuyện sáo rỗng của những nhà nữ quyền. Tôi lùi lại. Con gái yêu, nếu con cảm thấy bất an về một điều gì đó, ổn thôi con. Con có biết rằng mẹ cũng đã từng bất an về cơ thể mình không? Con bé nhìn tôi đầy hoài nghi. Tôi chạm ánh mắt với Amelia và nói, khi mẹ còn rất nhỏ, một đám kia chê mẹ béo. Kể từ đó, mẹ cảm thấy hoàn toàn bất an về cân nặng của mình. Và rồi hai mắt con bé lướt lên cơ thể tôi. Ôi, những vết rạn do sinh hô trên cậu con trai được sinh tại nhà nặng 4,5kg của tôi. Vâng, những vết rỗ do căn bệnh đậu mùa gây ra. Cuối cùng là trận căng thẳng của quá trình sinh con nuôi. Và bạn biết con bé nói gì không? Nhưng mà mẹ ơi, mẹ đâu có béo. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Con nít đứa nào cũng trung thực cả. Nhìn con, tôi nói, mẹ biết mẹ không béo, con yêu. Nhưng đám nhóc đó quả quyết rằng mẹ béo và mẹ chọn tin tưởng chúng thay vì chấp nhận bản thân mình. Tôi kể cho Amelia biết rằng phải mất nhiều năm tôi mới có thể vượt qua những lời bình phẩm đáng ghét ấy. Và rồi tôi đáp, con đừng nên bối rối như mẹ trước kia. Con chẳng cần phải chấp nhận những đánh giá không tốt của người khác. Và khi con chia sẻ câu chuyện của mình ở một nơi an toàn với người như mẹ, mẹ phải biết gỡ rối cho con. Amelia bắt đầu kể chuyện gì đó đang xảy ra cho tôi nghe. Năm ngoái, khi con bé đang làm một chiếc thiệp tặng cho Joey ở trường, đứa trẻ ngồi kế bên đã nhìn thấy màu lông tay trên cánh tay của Joey và nói, tất cậu cũng đầy lông như cha mình. Và khoảnh khắc đó trở thành câu chuyện của Amelia qua lăng kính của con bé cho đến tối ngày hôm ấy trong phòng tắm, cho đến những tổn thương cho thấy phép nhiệm màu của chúng, giống những gì cô con gái dũng cảm của tôi đã trải qua dạo đêm đó. Chúng ta cũng không thể trưởng thành và thật sự nếu không chấp nhận
và quan sát câu chuyện của mình với một lăng kính mới, đúng không? Ý tôi là Amelia có thể là một loại điên vui vẻ mình trong phòng tắm, nhưng con bé chẳng có thể giải tỏa được sự bất an của mình nếu bên cạnh đó không phải là tôi. Chúng tôi không thể trưởng thành mà thiếu cảm giác bị tổn thương được, và chúng tôi cũng không thể chịu tổn thương một mình. Đây chính là bài học quý giá mà Oprah Winfrey học được 25 năm dành thời gian phỏng vấn vô số con người trên chương trình mang tên bà. Đối với những ai từng học cách trưởng thành mà chưa từng xem qua The Oprah Winfrey Show, tôi thực sự rất tiếc, bởi trưởng thành quả là một quá trình rất khó mà Oprah lại có tài năng xoa dịu khó khăn này. Bạn có biết Oprah đã được học những gì sau 300.000 cuộc phỏng vấn không? Tất cả bọn họ đều muốn sự công nhận. Tất cả những người bạn từng gặp có chung một niềm khát khao. Họ muốn biết liệu anh có thấy tôi không? Anh có nghe tôi không? Những gì tôi nói có ý nghĩa gì với anh không? Tất cả chúng ta đều đứng muốn được công nhận. Nhưng để được công nhận đòi hỏi phải hội tụ cả hai thứ quan trọng, rằng chúng ta phải hiện diện cho phép khác để chúng ta sự tổn thương, và rằng khi chúng ta có đủ can đảm làm điều đó, chúng ta cảm thấy được lắng nghe, đồng cảm. Bạn có nhận ra thứ gì đó trong mối tương quan này không? Vâng, nó liên quan đến những người khác. Có lẽ một trong những minh chứng mạnh mẽ nhất về sự tổn thương mà tôi từng chứng kiến trong đời đến từ bạn của tôi, Nobel Mana Munana, khi anh chia sẻ câu chuyện đau lòng nhưng lại có cái kết hậu cho tôi nghe. Nobel chính là luật sư đại diện cho Joey và tôi tại Wanda trong quá trình hoàn hồ sơ nhận nuôi Jack trước đây. Nobel đồng hành cùng vợ chồng chúng tôi đến văn phòng của vị thẩm phán và ngồi đợi phán quyết cạnh chúng tôi. Và trong phòng chờ lúc ấy có khoảng chục người đàn ông, tất cả đều mặc trong suốt màu hồng, một dấu hiệu rõ ràng. Nobel giải thích rằng họ là những tội phạm diệt chủng bị kết tội chống lại giống nòi vào năm 1994. Nobel trạc tuổi tôi, và khi nghe anh kể chuyện câu chuyện của mình, tôi không thể dừng nhớ lại xem vào một năm 1994 tôi đã làm gì. Lễ hội Homecoming Mom, hội học sinh và giấc mơ về những chiếc mustache màu vàng năm 1967 mà bố sẽ tặng tôi vào ngày sinh nhật thứ 16 của tôi không ngừng xuất hiện. Nhưng đối với người dân Wanda năm 1994 lại nhuốm màu ám ảnh cuộc diệt chủng dân Wanda. Sinh nhật 16 tuổi của Norbert trái ngược hoàn toàn với tôi, chính là chạy trốn vào rừng để giữ mạng sống khi cả nhà bị sát hại. Vào tháng 4 năm đó, tình trạng căng thẳng sắc tộc đã lên đến đỉnh điểm khi chính quyền do người Hutu đứng đầu cáo buộc nhóm phiến quân do người Tutsi cầm đầu với cái tên Mặt trận Yêu nước Rwanda đã sát hại tổng thống. Sự kiện này đã châm ngòi cho một trận lửa lớn. Chính quyền Hutu khuấy động một cuộc diệt chủng người Tutsi, và người xem người Tutsi như lũ gián đã quấy nhiễu họ từ lâu. Họ khuyến khích tất cả thân dân Hutu trung thành hãy tiêu diệt những tên hàng xóm của người Tutsi của mình, giết hết không trừ một ai. Trong 4 tháng, gần 1 triệu người dân Tutsi đã bị thảm sát. Thêm vào đó, những người Hutu được cho là cảm thông của dân Tutsi cũng bị giết chết. Công nhân Hutu được giao cho dao phay, dùi cui và những vũ khí khác cùng với mệnh lệnh đơn giản ngắn gọn: tìm và giết hết tất cả Tutsi, không còn tên Tutsi nào được sống sót. Mặc dù mọi người đã cố lấn tránh bạo lực, nhưng cảnh sát lẫn binh lính lại không như vậy. Họ thiết lập các trạm kiểm soát rào chắn, rà soát tất cả những người qua đường để kiểm tra thẻ chứng minh và tự động hành quyết bất kỳ ai là dân Tutsi ngay tại chỗ để thống nhất sắc tộc. Khi qua những con đường Kigali để đến cùng tòa cùng Nora, tôi thực sự cảm thấy tê tái khi nghĩ rằng những ai trên 25 tuổi mà mình từng gặp đều phải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cuộc diệt chủng và vô số những hậu quả. Trẻ mồ côi, dân tị nạn vẫn còn đau đáu nỗi
đau xót lại từ năm 1994. Mặc dù bi kịch và mất mát đến vậy, nhưng khi nhìn thấy những người dân Wanda đang từng bước hàn gắn vết thương của chính mình và tiếp tục xây dựng đất nước, thì quả là đáng ngạc nhiên, và Lover là một trong những người đang góp sức như vậy. Trong một lần tụ tập ăn trưa cùng nhau sau phiên tòa, tôi đã đề nghị Lover chia sẻ chuyện của anh với tôi. Tôi biết cuộc diệt chủng đã ảnh hưởng đến anh ra sao, tôi hỏi. Anh thoát thác, mà tôi lại càng lấn tới. Anh ấy lại càng thoát thác hơn. Tôi dừng lại, cố lịch sự hơn. Một điều gì đó trong tôn trọng cho thấy mặc dù Nover đang chật vật với câu chữ, nhưng anh vẫn muốn chia sẻ suy nghĩ của mình một cách chậm chậm. Với tầng tầng lớp lớp do dự, anh kể cho Joey và tôi câu chuyện buồn của mình. Nover đã mất gần hết người thân trong gia đình trong suốt gần 100 ngày kinh hoàng của 20 năm về trước. Nhà của anh bị đốt trụi, bố mẹ và các chị em gái bị tàn sát dã man bởi những gã đàn ông đầy giáo mác trong tay. Và anh nghe rõ mồn một từ nơi ẩn nấp. Anh nghe thấy tiếng gia đình mình bị giết, tiếng hét thất thanh của họ, tiếng vang xin tha mạng của họ. Nhưng không khí im lặng vẫn đến rất nhanh. Nước mắt chảy dày trên khuôn mặt khi anh liên tiếp nhận những điều kinh hoàng. Vào đêm mà bố mẹ và các chị gái bị giết, Nober cùng hai người em trai đã bỏ trốn vào khu rừng gần đó. Nober, những đứa trẻ lớn tuổi nhất, quả quyết rằng mỗi người nên trốn tách biệt ra để có nếu bọn chúng tìm thấy thì họ vẫn còn có thể sống sót. Anh ra dấu bằng tiếng quát sáo để các em có thể thông báo với nhau bằng nhau liệu họ đang an toàn hay gặp nguy hiểm. Và suốt 3 tháng trời, những gì họ nghe thấy chỉ tạo tiếng hít sáo của nhau. Bằng một phép màu nào đó, cả ba đều sống sót để kể về tấn bi kịch ấy. Cuối cùng, Nober cũng đi nhờ được đến Kigali, thủ đô của Wanda, nơi mà trong hàng tháng liền anh phải đi làm đủ công việc lặt vặt, ngủ trên lề đường và tuyệt vọng tìm kiếm thức ăn. Sau này, Nober mới dư ra chút đỉnh để chu cấp cho những nhu cầu cơ bản như thức ăn, chỗ ngủ, nước sạch, quần áo và việc học. Mặc cho bao biến cố lẫn nghịch cảnh, Nober vẫn quyết tâm theo đuổi giấc mơ đại học. Không chỉ hoàn thành chương trình đại học đơn thuần, anh còn được chấp thuận vào đại học trường luật. Khi được công nhận là một luật sư chính thức, Nober biết rằng anh cần phải dành ra một phần quỹ trong thời gian của mình để giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi và bị tổn thương ở quê nhà. Anh quyết tâm dùng kiến thức của mình để hỗ trợ chúng. Phải chính bản thân Nober phải trải qua nỗi đau của một đứa trẻ mồ côi ở tuổi 16. Nước mắt lăn dài trên má khi tôi nhận ra rằng người đàn ông này đã đứng lên từ trải nghiệm tồi tệ của anh để giúp chúng tôi mang chất về nhà, để Wanda bớt đi một đứa trẻ mồ côi. Tôi nhìn lại hành trình đã qua, từ chuyến đi vội vã đến DC, mà khi ấy tôi còn chẳng chắc liệu về tất cả mọi nỗ lực này sẽ có thể mang chất về hay không. Đến những đêm không ngủ và tôi thao thức tự hỏi rằng trong tương lai sẽ ra sao. Đến mail phản hồi của Nover, từng lo lắng anh viết: tôi thấu hiểu nỗi niềm của chị, cảm ơn vì đã yêu thương đứa trẻ như vậy, nó sẽ là con chị nhanh thôi. Vâng, Nover hiểu chuyện còn nhanh hơn cả chính bản thân tôi. Nover đã cho thấy lòng can đảm lớn lao khi anh dũng cảm kể về quá khứ đau thương của mình. Có lẽ rào cản ngôn ngữ giữa đôi bên, hoặc Joey và tôi đến từ một đất nước xa xôi nào khác, đã khiến Nober cảm thấy an toàn đủ để anh chia sẻ câu chuyện ấy. Đôi khi hàng rào phòng vệ của chúng ta sẽ yếu khi chúng ta gặp người xa lạ. Thay vì những người mà ta yêu thương, chúng ta sẽ ít quan tâm đến suy nghĩ của họ vào thời khắc ấy. Bởi vì chúng ta không thường xuyên liên lạc, nên nỗi lo sợ câu chuyện sẽ bị truyền đến tai người khác sẽ ít đi nhiều năm về sau. Tôi mới phát hiện ra rằng Nober chưa từng chia sẻ chi tiết câu chuyện với bất kỳ ai, kể cả vợ mình. Vậy mà anh lại kể cho tôi nghe và Joey câu chuyện đó. Bất kể ai đang lắng nghe thì cảm giác như bạn đang đứng ngã ba đường và cân nhắc liệu ta nên giả vờ
hiện diện dưới phiên bản ta muốn, hay thành thực chứng tỏ con người thật của mình cũng vô cùng mới lạ. Tôi đã dành vô số nỗ lực để đóng kịch trong cuộc đời mình, phô bày một số phần nhất định trong câu chuyện ấy cho một số người nhất định. Tôi làm thế bởi tôi cho rằng nếu mọi người biết được sự thật về tổ chức của mình, rằng nó đi lên theo một cách tồi tàn, thì giá trị thành công của tôi sẽ bị giảm sút. Họ nghĩ rằng tôi không xứng đáng, nhưng khi tôi bắt đầu chấp nhận sự tổn thương khi cơ hội xảy đến, tôi lại tàn tự tin để đối diện sự thật và cho phép mọi thứ diễn ra theo lẽ tự nhiên. Tôi đã từng được mời đến nhiều sự kiện độc quyền dành cho các CEO xuất chúng, hoặc ngồi cùng hàng ghế với những người thành công hơn mình rất nhiều. Và thay vì thức khuya dậy sớm làm việc như những bài báo trong LinkedIn, tôi đã giới thiệu bản thân và nói tôi từng cho rằng bản thân mình nên bịa đặt như những bài báo hay nói, nhưng tôi không làm như vậy. Tôi là một doanh nhân timer không có kinh nghiệm dẫn dắt đội ngũ trước đây, lại có rất nhiều kinh nghiệm làm thêm lặt vặt, và tôi sẽ mang đến những sự kiện đó. Con người thật sự chất nhắc bản thân tôi. Vào một dịp khác, tôi gặp rắc rối với việc lãnh đạo, và thay vì cố làm lu mờ sự thật, vâng, diễn chiến rồi, đương nhiên là tôi biết xoay chuyển tình thế rồi, tôi lại chấp nhận nó, cả mặt tốt lẫn xấu. Tháng trước đây, sự tổn thương lại trực tấn công khi tôi lướt album ảnh và sượt qua tấm hình nó đánh thức SPSTS đang ngái ngủ. Đó là một bức ảnh chụp Amelia và tôi. Tôi ngay lập tức xóa tấm ảnh này, hy vọng rằng ai đó sẽ loại bỏ giọng nói đang rên rỉ về cơ thể của tôi trong đầu. Nhưng đến lúc này tôi nhận ra rằng chấp nhận việc bị tổn thương bằng cách tìm kiếm một người bạn biết cảm thông để chia sẻ hiệu quả. Thế nên tôi đã làm vậy. Tôi khôi phục bức hình từ thùng rác và gửi vào cho Stacy cùng với nguyên nhân của SPSTS. Cô nhắn lại: tất cả những gì tớ trông thấy là những bím tóc dễ thương của hai mẹ con đang quấn quýt với nhau thôi. Đừng để nỗi bất an đánh cắp đi vẻ đẹp thực sự của bức hình. Nếu có một công thức nào đó tôi muốn chia sẻ với bạn rằng, thì đó chính là sự tổn thương. Khi bắt gặp sự cảm thông, nó sẽ mở ra hạnh phúc trọn vẹn. Công thức này lúc nào cũng đúng cả. Khi tôi càng chấp nhận việc mình bị tổn thương, thứ khả năng giúp chấp nhận những rủi ro có ý nghĩa mà không cần thiết kết quả là gì, tôi lại nhận ra rằng đó chính là con đường dẫn đến mối liên kết mà tôi khao khát và tự buông tỏa ra trước mắt tôi. Và khoảnh khắc khi Joey và tôi quyết định nhận con nuôi, bạn còn nhớ bà mẹ siêu việt luôn muốn hoàn hảo hóa việc chăm con để cái cô ta cũng trở nên hoàn hảo chứ. Đó chính là tôi trong những năm nuôi con đầu tiên. Nhưng sau khi dẫn nuôi Jack, mọi việc đã thay đổi. Quyết định tăng số thành viên trong gia đình bằng việc nhận con đồng nghĩa bằng chúng tôi đang mở ra một cách chăm con mới. Những gì chúng tôi học được trong suốt quá trình sinh con nuôi chính là mục tiêu trong việc chăm con. Bất kể lai lịch hay bối cảnh của chúng ra sao, đều luôn luôn và mãi mãi ở mối liên kết của chúng với chúng tôi. Thông thường, kiểu hoàn cảnh dễ xuất hiện tổn thương và đồng cảm nhất lại gắn với những người mà chúng ta yêu quý nhất. Tôi nhận ra sự thật này vào buổi sáng thứ tư gần đây, trước khi con đến trường. Vấn đề phát sinh từ một chiếc quần đồng phục hoặc hai chiếc mới chính xác. Sáng đó, chắc lo ra một chiếc quần, cái quần băng, giống như kiểu quần jean rách ấy, nhưng chỉ một ống chân thôi. Chúng tôi sống ở Austin, nhưng tôi có lẽ hơi chút lạc hậu về thời trang, vì có lẽ nên bạn sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy bất kỳ ai trong số những cô gái mà Honeycher hoặc Lecky như một chiếc quần thực thụ ở sân bay. Và vì lẽ đó, tôi cũng không muốn chắc mặc một chiếc quần cái bang đến trường. Đồng hồ đếm tích tích cộng thêm cuộc hẹn đã được định trước, tôi yêu cầu thằng bé thay quần. Thật sự thì tôi chẳng hỏi được một câu tử tế nào cả. Hỏi tử tế
nên như thế này. Này con, mấy cái quần rách này hết, mấy cái quần này rách hết rồi, con có thể cởi ra thay một chiếc lành lặn khác không? Không, những gì tớ làm lại nghiêng về phía yêu cầu hơn. Con không được mặc quần rách đến trường, và thay ngay cái lành lặn đi, mẹ sắp muộn giờ rồi đây. Chắc đứng trước mặt tôi sốc và từ chối thay quần, còn tôi thì nhốn nháo khắp nhà bếp để lấy túi laptop, túi sách và chìa khóa, trong miệng lẩm bẩm: con không muốn thay quần đúng không? Thật không? Thế thì mẹ sẽ lấy hết tất cả số quần con có và chẳng cần mặc, và con chẳng cần phải mặc gì đến trường đâu. Vài phút sau, Jack rời khỏi phòng nhưng không thay quần. Khi thấy Jack, thằng bé đang vùi đầu vào giường và trùm chăn lên chân, từ chối nói chuyện, cơn giận của tôi lại tăng lên, nỗ lực mất liên kết. Im lặng, tôi cảm thấy mình như bà mẹ của năm ấy. Trong những trường hợp như thế này, chúng ta rất dễ phán xét bản thân, nhưng không khí căng thẳng vì sự phán xét thay vì cảm thông sẽ dập tắt cơ hội liên kết với bản thân và đến một mức độ nào đó mà tất cả những người khác tôi quyết định từ bỏ thế phòng thủ và tự hỏi điều gì khiến mình phản ứng với con như thế. Thế là Jack nằm vùi dưới chân, còn tôi thì âu yếm con ra chịu xin lỗi. Jack càng xa cách và từ chối, tôi lại càng nổi cáo. Đây không phải là cách liên kết bố mẹ với con cái, đây không phải là cách mà tôi muốn sống. Trong suốt khoảng thời gian khó nhìn mặt nhau về chuyện chiếc quần và cả chuyện chúng tôi không nói với nhau câu nào, tôi đã tham gia một khóa học về kỹ năng lãnh đạo mà một trong những diễn giả nổi tiếng ở đó chính là nhà tâm thần học Kurt Thompson, tác giả cuốn The Soul of Shame, tạm dịch là Linh hồn của sự xấu hổ. Vì bài diễn thuyết của ông đã sâu soi tâm can của mình, nên sau buổi trò chuyện đó, tôi đã cố tìm và bắt chuyện với ông ấy. Tôi không hòa hợp được với những đứa con của mình, tôi nói trước khi cả giới thiệu tên mình. Kurt mỉm cười đôn hậu và đáp nhanh: ừ, ít nhất chị vẫn hiểu hiểu chuyện gì đã xảy ra, kể tôi nghe xem hai người gặp vấn đề gì. Để truyền tải hết toàn bộ buổi trị liệu không chuẩn bị trước, ngài thật sự phải ngốn hết cả một chương. Thế tôi vẫn còn nhớ những lời vàng ngọc sau đây của Kirsch. Ông nói: linh hồn soi dịu linh hồn, nên thỉnh thoảng Chúa sẽ mang đến cho ta những người có thể giúp ta vượt qua những gì cần phải vượt qua, chỉ khi ta cho phép họ làm điều đó. Ta cứu rỗi nhau, chị biết không? Ta cần nhau để hàn gắn nhau. Trái tim chị đã thầm thì điều gì khi con chị dập tắt cơ hội kết nối với chị? Thực chất, lời thì thầm ấy giống như một tiếng hét hơn. Cô là kẻ cô đơn trong thế giới này, nó nói, và không có ai đến giúp cô đâu. Và khi nhìn thấy Jack từ chối kết nối, rút vào một cái hang tối và phun lên bức tường trái tim cô dòng chữ không làm phiền, tôi dần cảm thấy bất lực, cô đơn và nỗi sợ hãi đã trải qua khi khi còn nhỏ lại quay về. Một trong những điều dũng cảm nhất mà chúng ta lại có thể làm chính là đứng yên cho đến khi cảm nhận được cảm xúc của chính mình. Và một khi đã học được cách đứng yên, đó chính là những gì tôi cảm thấy được. Cảm nhận cảm xúc của bản thân là sự tổn thương. Sau khi nghiên cứu về mối quan hệ giữa Jack và tôi trong một tháng tiếp theo, tôi lại quay về với trải nghiệm thời con gái vốn đã lắng xuống suốt nhiều năm. Nội dung này có lẽ phải đợi sang cuốn sách tiếp theo. Nhưng bây giờ, đây là những gì tôi có thể nói chỉ bằng cách chấp nhận lời mời Jack đã gửi đến món quà, đón nhận những tổn thương mà tôi có thể bày tỏ sự cảm thông đối với xu hướng xa cách của thằng bé, tạo ra không gian cho nỗi đau của người khác là điều bất khả thi khi bạn từ chối nỗi đau của bản thân. Phải can đảm mới bước vào vùng tổn thương được, nhưng chỉ khi chấp nhận những nỗi đau thực sự trong đó mới chúng ta mới cảm thông.
Nếu muốn tạo mối quan hệ sâu sắc với người khác thì tổn thương là trạng thái mà bất kỳ ai cũng phải vượt qua. Nếu bạn muốn từ bỏ cuộc đời an toàn mà đổi lấy cuộc đời thách thức, ý nghĩa và cách ảnh hưởng thì hãy đọc vào cẩn thận nhé. Bạn không thể thành công nếu đi một mình. Bạn, chính bạn là kẻ được tạo ra nhằm kết nối cả một cộng đồng để phát triển. Bạn phải cộng tác cùng người khác để làm được điều ấy. Bạn phải loại bỏ sự xa cách và cho người khác thấy sự hiện diện của chính mình. Bất kể bạn sợ bị cô là yếu đuối hay bạn nghĩ mình sẽ gánh nặng với ai, hoặc bạn không biết liệu mình có thể trả ơn cho người khác hay không, hay bạn lo sợ người khác sẽ từ chối, hoặc bạn em sợ yêu cầu của bạn là quá đáng, thì việc chọn sống tự lực và xa cách chưa bao giờ là món cược có giá hời cả. Rõ ràng sẽ an toàn hơn nếu bạn cuộn mình trên ghế sofa để đón xem The West Wing đêm này qua đêm khác. Thế nhưng đó không phải là cuộc sống dành cho bạn, đó không phải là ý nghĩa của sự phát triển. Bạn của tôi ơi, bạn lẫn tôi không thể sống xa được, chúng ta cũng không thể chịu được cảnh bị xa cách, chúng ta không thể thăng hoa trong sự xa cách, chúng ta không thể thực hiện cuộc sống một mình. Chúng ta đang đứng ngay trước cánh cửa của những tổn thương, biết rõ ràng rằng chúng ta phải chấp nhận nó, bởi trong két sắt chứa những tổn thương của người khác đang dần tồn tại chữa lành mà chúng ta đang vô vọng tìm kiếm. Tôi lại nhớ về nỗi bất an của Emilia và con bé chia sẻ trong phòng tắm ngày hôm đó. Trong nhiều tháng liền, con bé bắt tôi hứa sẽ giữ bí mật và nỗi đau mà nó đang chịu đựng. Một năm sau sự việc này, tôi đang chuẩn bị ghi chú cho một buổi hội thảo. Khi đến một điểm trong dàn bài, tôi nghĩ câu chuyện của Amelia sẽ hoàn hảo ở đây. Tôi sẽ tìm con bé để xin sự chấp nhận. Chắc chắn rồi, mẹ ạ, con bé đáp. Nhưng mà con quên mất, con buồn vì chuyện gì rồi? Khoảnh khắc đó đối với tôi thật tuyệt diệu. Con bé không còn cảm thấy xấu hổ nữa, nỗi buồn bã tan biến. Cho đến thời khắc đẹp đẽ này, tôi vẫn không hề nhận ra rằng quyền năng của nỗi xấu hổ trong nhà tắm đã tan biến. Đó chính là vẻ đẹp kết hợp giữa tổn thương và cảm thông đấy. Bạn tôi, hãy can đảm chấp nhận những tổn thương, bởi điều ấy sẽ luôn hàn gắn chúng ta.